người đi nghe thuyết pháp hoa xong, khi về liền đem diễn di cho mọi người. Chúng nhân vừa nghe lại sanh tuy hỷ tâm, truyền cho người khác nghe đến người 50. Có người giàu sang kho báu không suy cùng, suốt đời ban cho chúng sanh đông vô lượng. Đến khi già nua lại làm cho pháp tâm, đàng A La Hán thân vui mừng vô ngần. Nếu đem so phần công đức người đã cho mà muôn ức chúng sanh kia kho bàng pháp cao, thì công đức người thứ 50 dù chỉ nói lời tỉ hỉ thôi, vừa khi nghe tới pháp hoa đây, công đức ấy lớn hơn muôn phần. Những người đời sau nơi thế gian đọa đày, tin nhận và cung kính pháp hoa kinh này, chiến thân vì lại liên mang thân thánh vương, mọi điều như ước mong phước lạc thiên cung. Huống gì hôm nay diễn ứng nơi kinh này, phát nguyện chỉ tuyên chia biên tâm vô ngại, vững tin lời kinh mà muôn nơi tán dương là lời của pháp vương chưa từng hư vọng. Cho mọi người được an lành, cho chư thiên
được sanh phước, chứ không phải tu rồi được mà lại khổ ra, tu rồi nghèo ra, tu rồi đổ nghiệp ra. Thì cái điều này chúng ta nên cân nhắc để mà điều chỉnh trên con đường. Vì vậy mà Đức Phật đưa ra rất nhiều pháp môn, mà đây thì chúng ta đã nói đến 84.000 pháp môn tu khác nhau để ứng vào cái nghiệp của tất cả chúng sanh. Ứng vào cái nghiệp để làm gì? Tức là để phá cái ác nghiệp đi, để mà sanh ra công đức. Cho nên người nào tu mà không sanh ra công đức thì ta bảo là người đó họ tu sai pháp. Thì sanh ra công đức là gì? Cái công đức thứ nhất mà ai cũng có thể có được, giàu nghèo sang hèn trí ngu dịu có được hết, là cái trường hợp tâm an lạc. Cái tâm an lạc, đây là cái công đức thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta cho tất cả mọi người. Người nghèo hay là người giàu, người trẻ hay là người già, người trí hay là người ngu, người nam hay là người nữ, ai tu trong giáo pháp của Đức Phật đều được cái thứ nhất là cái tâm an lạc. Cho nên chúng ta biết là trong cái xã hội này, Đức Phật đó là nhà lửa, tức là bất an, lúc nào bất an. Người giàu thì cũng có cái bất an của người giàu, người nghèo có cái bất an của người nghèo. Cho nên Đức Phật ra đời là muốn làm cho tất cả mọi người được an, người giàu cũng được an mà người nghèo cũng được an, người già cũng được an mà người trẻ cũng được an. Thì ở trong tất cả các cái pháp Đức Phật đưa ra đó, làm cho tất cả mọi người được an là gì? Tức là Đức Phật dạy chúng ta vì cái lòng tham của con người nó không có bờ mé, cho nên chính cái lòng tham này mà nó thúc đẩy chúng ta đưa tới cái chỗ khổ đau. Cái khổ đau của chúng ta là phát xuất từ lòng tham. Nếu ai cắt đứt lòng tham thì người đó sẽ hết khổ đau. Đây là cái điểm thứ nhất mà Đức Phật dạy. Ai cắt được lòng tham thì người đó sẽ hết khổ đau tức khắc. Giàu cũng hết mà nghèo cũng hết. Còn ai tăng trưởng lòng tham thì nghèo khổ mà giàu lại càng khổ hơn. Đây là cái căn bản nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên cái khi mà Đức Phật cứ gặp một cái ông trưởng giả, tức là bị ăn trộm đánh cắp mất một đàn bò của ông Tăng, ông Tăng đi tìm, ông Tăng khổ sở, tìm không được cho nên ông rất khổ sở. Bây giờ là Đức Phật mới nói với các thầy tỳ kheo đấy, là các thầy không có con bò nào để mất hết, cho nên các thầy không có khổ sở giống như cái ông trưởng giả kia. Ông kia là rất giàu có, nhưng mà mất đi cái tài sản nào đó của mình thì mình thấy như là dao cắt ruột mình. Cái ông này không có cái gì để mất hết, cho nên ông này tỉnh bơ. Thử hỏi trên cuộc sống này, chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta mặc bao nhiêu, chúng ta ở bao nhiêu? Ba điều chính này, ăn, mặc và ở là quan trọng nhất này. Ta nên bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là thừa. Cho nên nếu mà hãy xét đủ đó, nếu mà hãy biết thì bao nhiêu cũng đủ hết. Nên tôi đã nhờ học cái pháp này của Đức Phật, mà cái khi còn là học sinh, sinh viên đó, phải nói là rất nghèo. Tôi sống cuộc đời sống rất là nghèo, khi đi du học cũng rất là nghèo. Ngày nay đi du học thì quý vị biết mỗi một sinh viên phải cần bao nhiêu tiền để đi. Nhưng mà như vậy đó, tôi du học mỗi một tháng tôi chỉ có $50 thôi, nhưng mà tôi vẫn thừa. Thành ra tôi vẫn thừa tiền để giúp cho những người bạn khác nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, nhưng mà không biết thì bao nhiêu cũng thiếu. Thành ra tôi có những người bạn cùng học,
mà mỗi tháng họ có đến 200-300 đô la mà họ vẫn thiếu, còn tôi 50 đô la mà tôi vẫn thừa. Thì các vị, người Việt Nam chúng ta có một câu nói rất đúng: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm hơn. Cho nên khéo ăn là no, khéo co nó bao nhiêu cũng đủ hết. Trong cái thời chiến tranh chúng ta quá ư là nghèo, nhưng mà ta vẫn sống. Cho nên bây giờ phải nói là dư giả, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu và thấy sợ thiếu, ta vẫn khổ. Thì như vậy là cái lòng tham chúng ta làm cho chúng ta khổ. Chứ còn thực tế của khổ, nên Đức Phật nói là ở trong ba cõi này nó không khổ giống như là chúng sanh tưởng, nhưng mà mọi người đều thấy khổ, và từ chỗ đó mọi người mới làm khổ cho nhau. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta thấy. Cái nhà lửa tam giới mà Đức Phật muốn nói trong kinh Pháp Hoa, tức là mọi người thấy khổ và chính mọi người tự làm khổ cho nhau. Cho nên làm khổ cho nhau rồi thì không biết đổ lỗi cho ai, nó đổ lỗi cho Thượng Đế. Cho nên bây giờ chúng ta cứ kêu trời, gọi là kêu trời không thấu. Chứ thực tế đó là chúng ta tự làm khổ cho mình và làm khổ cho tất cả những người thân của mình. Lúc bây giờ biết tu nữa thì mang lại hạnh phúc cho chính ta và làm hạnh phúc cho tất cả những người thân của ta. Đây là cái điểm chính để cho chúng ta hiểu. Nếu phải cắt được lòng tham, cắt được lòng tham đó là lúc nào chúng ta vẫn thấy dư. Cho nên trên bước đường tu của riêng tôi này, trải qua hơn 60 năm kinh nghiệm đó, là tôi thấy nhờ cắt được lòng tham mà lúc nào tôi thấy dư, và lúc nào tôi có thể giúp được những người bạn. Tại sao dư? Mà dư cái gì đây? Đức Phật có một thầy tỳ kheo đó, chỉ có một cái bình bát với một mảnh y thôi, không có tài sản gì hết. Nhưng mà bạn thấy, nếu anh nghĩ dư là dư, tức là bữa nay chúng ta đi khất thực, mà bây giờ chúng ta được một nắm xôi là ta ăn đủ bữa sáng. Nhưng mà bây giờ một người khác cho ta thêm nắm xôi nữa là ta dư gì nữa? Ta có thể chia sẻ được cho những người bạn thiếu hơn ta. Cho nên nhìn lên thì ta không bằng ai hết, nhưng mà nhìn xuống thì ta hơn những người mà khó hơn ta. Cho nên nếu ta phát tâm mà giúp đời nữa, thì trường hợp này ai cũng có thể giúp được. Mà ta dùng cái gì chia sẻ, tức là thương đời, giúp người, thì cái trường hợp này nữa, ai cũng có thể làm được. Tức là nhìn xuống thì luôn luôn lúc nào cũng có những người mà thiếu thốn hơn ta. Cho nên đây gọi là chia sẻ. Thậm chí nên Đức Phật nói là giúp con người không được á, thì mấy thầy còn có thể giúp cho các con vật. Họ giúp bằng cách nào? Nếu bây giờ nếu mấy thầy biết là cái khi ăn cơm rồi nữa mà còn dư mấy hạt cơm thừa này nữa, mấy thầy có thể đem bỏ ra ngoài cho chim chóc nó ăn nữa. Chim chóc nó ăn, nếu ta trải cái lòng thương thì chim chóc nó ăn những cái hạt cơm này của chúng ta, với cái tình thương của chúng ta đó, nó nương theo cái tình thương của chúng ta mà nó phát huy cái Phật huệ của nó. Có thể là nó sẽ chuyển kiếp, nó sẽ chuyển kiếp trở thành một cái bậc cao hơn. Cho nên khi chúng ta có cái lòng từ mà nghĩ tới chúng sanh đó, thì chúng sanh nó được an lạc. Mà an lạc là nó sẽ đi vào Phật Pháp, mà vào được Phật Pháp đó, nó sẽ chuyển kiếp ngay. Cho nên nó tùy theo cái lòng từ của chúng ta, lớn hay là nhỏ, cao hay là thấp, mà cái ảnh hưởng chúng ta tới chúng sanh tốt hơn. Cái lòng từ của Đức Phật quá lớn đi, cho nên là ảnh hưởng tới vô số chúng sanh đều nhận được cái sự hạnh phúc an vui từ đời này. Các bậc cao tăng khác thì không bằng Đức Phật, nhưng mà cũng hơn chúng ta, cho nên có thể ảnh hưởng được nhiều người an lạc. Đây là trên bước đường tu ta. Ta đọc lại cái câu chuyện của Hoàng Sáng thì chúng ta có thấy được
Cái bà Như Đề Thi là vợ của Đông Võ Đế. Cái bà này là tiền kiếp là một con dế mèn. Thế nên từ một con dế mèn mà ở trong cái hốc đá bên cạnh cái chánh điện, hằng ngày nghe kinh, mà từ con dế này nó có thể chuyển kiếp trở thành một bà hoàng hậu ở thời nhà vua. Đây là sự thật lịch sử. Chúng ta tụng cái Lương Hoàng Sám, chúng ta thấy là Lương Hoàng Sám là Chí Công Hòa Thượng soạn ra để sám hối cho Lương Giờ Đệ. Và sám hối Lương Giờ Đệ là dân sám hối cho cái bà hoàng hậu. Tại bà này phạm phải cái tội đốt chùa. Thế tại sao bà này đốt chùa? Tại bà này rất thù ghét Chí Công Hòa Thượng. Cho nên Chí Công Hòa Thượng là một cái ông hòa thượng rất hiền, mà tu đạo đức rất cao, ai cũng quy mến hết. Nhưng mà trừ bà hoàng hậu rất ghét. Đây, trên bước đường tu đưa quý vị, này ta gọi là quan gia nghiệp chướng. Cho nên đừng tạo nên nghiệp chướng, đừng tạo nên quan gia, nên chuyển đổi. Chuyển đổi nghiệp chướng chúng ta trở thành tu. Cho nên lúc bây giờ này, cái bà này có cái thù với ông Hòa Thượng Chí Công này. Ông Hòa Thượng Chí Công là đời trước ông cũng là ông Hòa Thượng, ông cũng tu. Ông tu rất cao rồi. Nhưng mà ông phạm phải cái tội gọi là cái tội sát sanh. Sát sanh này đó là ông chỉ giết một con dế mèn thôi. Không phải là giết người, nhưng mà giết con dế thôi. Con dế này tại sao ông giết? Tại vì ở bên cạnh cái liêu của ông, cho nên nó cứ khuya nó dậy, nó gái rã rít đi. Ông ngủ không được, ông tức quá, cho nên ông nổi sân lên. Bữa đó Hòa Thượng đi vắng, ông tới ông cài lên, ông tìm ông bắt được, ngắt đầu. Đây, các vị nghĩ xem. Cho nên cái giận mà nguy hiểm tới ngắt đầu dùng mình. Thì bây giờ nếu ông Hòa Thượng ông đi về đó, ông nghe con dế gái nữa luôn. Cho nên ông đi tìm, ông thấy xác nằm ở dưới cái gốc chuối. Thành ông lấy lên, rồi ông tẩn điểm cho nó đàng hoàng. Ông đem ông chôn, rồi ông đọc kinh, ông chú nguyện. Nhờ cái công đức của Hòa Thượng chia cho con dế này, chia sẻ cho con dế này, mà nó nhờ phần công đức đó tái sanh tới sau kiếp sau lên làm hoàng hậu. Làm hoàng hậu, cho nên cái gốc đó thì tu hành, cho nên gốc là tu hành. Nhưng mà chỉ ghét riêng cái ông này, ghét riêng Hòa Thượng. Ông thầy nào cũng được hết, nhưng mà trừ ông Chí Công Hòa Thượng là tôi cũng ưa được. Cái quan gia là như thế. Cho nên trên bước đường tu đó, mà khi tôi gặp những cái quan gia như vậy, tôi thấy thanh thản lắm. Cái này là túc duyên đời trước gặp lại. Không biết đời trước ta có làm cái việc gì mà tổn hại cho một chúng sanh nào đó, cho nên bây giờ gặp lại đó, thì nó khó chịu các bạn. Chứ không thì chúng ta cứ nghĩ vô cớ. Cho nên vô cớ, tại sao ai kính trọng ta hết mà riêng cái bà này lại kỳ khôi như vậy, mà không thấy được cái tiền nghiệp. Cho nên người tu hành của chúng ta đây, Đức Phật dạy chúng ta đó, quán nhân duyên. Bây giờ đó, ở trong cái kiếp này, khi mà chúng ta tu, ta ở nhà hay chúng ta đi tới chùa đây, luôn luôn lúc nào tầm cứ quán tưởng về nhân duyên. Đây là pháp mà Đức Phật dạy. Quán nhân duyên là gì? Tại nên nhân duyên có hai cái cách mà quán. Cái thứ nhất đó, là cái quán nhân duyên của hàng duyên giác, tức là quán 12 nhân duyên sanh khởi để chứng niết bàn. Còn cái quán nhân duyên của đại thừa này đó, là trường hợp ta quán nhân duyên giữa ta và Phật pháp, giữa ta và chúng sanh. Đây là trên bước đường tu.
Ta đem giữa ta và Phật Pháp, và giữa ta và chúng sanh, để ta thấy gì? Ta nên khi mà quán nhân duyên theo Đại Thừa nữa, thì khi mà tôi tu thì quán nhân duyên tôi mới thấy đời trước tôi cũng là một vị Hòa Thượng Pháp Sư. Cho nên đời trước tôi cũng là một vị Hòa Thượng Pháp Sư, cho nên đời này sanh ra thì tôi lại đi tu và tôi làm Pháp Sư. Làm Pháp Sư đời này là do cái công đức tu đời trước của mình. Tại vì đời trước và nhiều đời trước nữa học kinh, cho nên sanh ra trong đời này kinh nó sẵn ở trong bụng rồi, nó sẵn trong tiềm thức rồi, nó sẵn trong tâm rồi. Cho nên các lĩnh vực khác thì tôi thấy mình còn thua người, nhưng mà trong cái lĩnh vực Phật Pháp thì tôi có cái cảm giác là không thua. Mà nếu còn thua nhất định là còn phải học được, còn phải học được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Quá nhiều khi anh thấy đời trước mình cũng tu, cho nên đến bây giờ đó sanh ra đi vào trong chùa, mình nhìn thấy chùa như có cái gì thân quen. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, cho nên ta tới cái chùa ta thấy giữa chùa với ta nó có cái gì thân quen. Cho nên ta thấy những người tu hành nữa, ta thấy gần như là thân quen với ta, thành ra thân quen với ta. Cho nên tôi biết được là vì hồi lúc tôi 12 tuổi, cho nên khi mới tới chùa nghe tụng Kinh Di Đà này một lần thôi là tôi thuộc lòng. Tôi nghe chú tôi tụng nhưng mà tôi thuộc. Cho nên chú tôi thì tu lâu rồi nhưng mà phải cầm bộ. Thời đó là chỉ có chữ Hán nhưng không có chữ Việt. Nhưng mà tôi nghe ông này đọc một lần nữa là tôi thuộc. Thế nên tôi thuộc cái kinh này. Cho nên lúc bây giờ ông chú tôi cũng bảo như vậy là con có nhân duyên với đạo đó, thôi đi tu đi. Thì tôi mới nói tu thì tu, nếu tu thì tu. Tôi nói tu thì tu nữa, thì ông đè xuống cạo đầu luôn, không cho làm một điều liền tức. Đây năm tôi mới 12 tuổi. Cho nên cái nhân duyên đối với đạo là, cho nên tôi vô chùa một tuần lễ thôi, tôi mới ở một tuần lễ thôi, thì tất cả những cái kinh ở trong chùa mấy thầy tụng đó tôi thuộc lòng hết. Cứ nghe một hai lần là thuộc lòng hết. Trừ có năm đệ lâm nghiêm thì phải mất hết tuần lễ, phải nghe nó một tuần lễ mới thuộc được năm đệ lâm nghiêm. Còn tất cả những cái khác từ Kinh Kim Cang, Kinh Phổ Môn, Kinh Di Đà, Hồng Danh Sáu gì đó tự thuộc hết. Thì tôi mới nghĩ là như vậy đời trước mình đã tu, đời trước mình đã tụng thuộc lòng rồi, cho nên cái đời này mới nghe thuộc liền. Cho nên cái gì mà mình mới nghe mình thuộc, hay là thậm chí mình không nghe nhưng mà tự mình phát minh ra, tức là các nhà bác học đấy là gì? Tức là đời trước họ đã từng học rồi. Những nhà bác học đời trước họ đã từng là nhà bác học rồi, cho nên đời này sanh ra, sanh ra họ tự phát minh được. Đây là do đời trước có tu vô tận, đời trước có học, đời trước có nghiên cứu, cho nên đời này sanh ra tự biết, nhìn thấy thì biết liền được. Còn cái người thường thì phải học mới biết. Còn cái người kém hơn nữa thì sao? Học cũng không biết nữa. Cho nên trong đạo tràng chúng ta có ai mà học không biết không? Hồi lúc mà tôi ở điệu trên Quy Nghiêm thì lúc bây giờ có một ông đạo mà Hòa Thượng Trí Đức ấy dạy cho một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, thì ông tập không nhớ được. Bây giờ Hòa Thượng dạy thêm câu đó, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì ông liền quên cái câu A Di Đà Phật. Đây là sự thật. Có một đạo mà tôi thấy là ta nói hai câu thì quên mất câu, không học được. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên
Nếu đời trước chúng ta có tu rồi, đời trước chúng ta có học rồi, thì trong đời này, khi mà chúng ta tới chùa, ta thấy hình như chùa này quen. Cái gì nó quen với chúng ta? Ta gặp một người bạn đồng tu, đồng hạnh, chúng thấy hình như người này quen. Nhưng mà ta gặp một cái người nào đó nghịch lại với ta, ta cũng thấy hình như là cái người này họ cũng đã từng chống mình ở đâu rồi. Nó đời trước. Nên trên bước đường tu quán nhân duyên là như vậy. Ta thấy người nào thương ta, giúp đỡ ta, thì ta hình như là người này cũng đã quen với ta đời trước rồi. Là một người bạn tốt của ta đời trước rồi. Là cha ta, là mẹ ta, là anh em ta, là bạn bè ta. Đây là những người tốt. Cho nên khi nào quý vị tu mà gặp được những người như vậy, phải nên trân trọng. Phải nên trân trọng những người bạn này, đừng cho mất. Tại vì tu mà không có bạn tốt, không có người đồng hành, đồng nguyện, thì cái trường hợp bước đường tu ta khó khăn. Vì vậy mà ta nên trân trọng tất cả những người bạn tốt. Cái này là khi quán duyên thấy rồi, đây tất cả những người bạn tốt của ta, thì ta nên trân trọng. Trân trọng những người. Và ta giữ trong tâm đời này cho đến những đời về sau. Đời nay với những đời sau. Để cùng chung lo Phật sự, cùng nhau tu hành. Đây là trên bước đường tu. Trong thâm tâm chúng ta cứ nghĩ như vậy. Thì đời sau khi mà tái sanh gặp lại, thì chúng ta cũng gặp lại trong Phật Pháp. Huynh đệ cùng nhau mà tu hành. Cho tới cái ngày. Đây là cái vốn quý giá nhất mà ta nên trân trọng. Cho nên tôi đi thuyết pháp bất cứ chỗ nào trong thâm tâm tôi đều nghĩ này. Tôi đi tìm tất cả những cái người bạn tốt ở trong những kiếp về trước, gọi là quán nhân duyên. Vì vậy mà tôi đi tới chùa này theo thượng tọa Thiện Hòa mời, tôi cũng nói là tại vì tôi có nhân duyên với thầy này. Có nhân duyên với ông thầy này, cho nên ông thầy này ông thấy tôi, ông có thương, ông có mời, ông có thỉnh thầy đấy. Nếu mà không có duyên thì làm sao mà không thấy tôi tránh nữa. Mà nếu tôi có tới ngay cửa chùa này, ông nhìn ông thấy cái là ông sai ông để cửa ra đóng cửa lại. Đấy là trên bước đường. Cho nên tất cả những người nào có nhân duyên với ta, nhân duyên này là thiện duyên, tức là ta thương họ, họ quý ta, cho nên hai cái trường hợp này nên giữ tốt, nên giữ gìn, trân trọng và phát huy nó lên. Cho nên ông này thương tôi thương ông này, cho nên ông này mời tôi, mặc dù bữa nay tôi có cái buổi họp ở ngoài và sẵn đó giám hộ, nhưng mà tôi nói là thôi để vô đây để giảng kinh xong rồi trở về họp. Và trân trọng nhau là như thế. Nhờ như vậy đó mà cái tình bạn đồng tu này đó, mỗi ngày nó phát triển tốt hơn. Chúng ta đến mất cái này rồi tại sao là tu này? Rồi là tất cả những người bạn khác của chúng ta là cư sĩ cũng thế, tạo nên trân trọng. Tại vì cái khi mà tu hành đó, hãy chúng ta có bạn đồng tu đông thì ta làm được việc lớn. Ta có bạn đồng tu ít thì ta làm việc nhỏ. Mà không có bạn đồng tu một mình ta thì dù có giỏi đến đâu thì nó cũng không thể làm được gì. Giỏi nhưng mà không ai mời, không ai thỉnh, không ai gần gũi thì quý vị làm gì? Đây là trên bước đường. Cho nên trong bốn chúng đồng tu, tăng, ni và nam nữ cư sĩ, thành ra tập hợp lại, thành ra một lực lượng. Rồi từ cái chỗ lực lượng tăng ni Phật tử bốn chúng này của Đức Phật, bây giờ ta tu như thế nào đây? Tức là làm cho mọi người an lạc, cái này chính. Nên ở bên chùa Phổ Quang là tôi mở gọi là khóa tu một ngày an lạc. Tức là nhắm vô vấn đề an lạc này trước. An lạc là cái tâm này an lạc. Cho nên ở bất cứ cái đạo tràng nào cũng nhớ điều thứ nhất Đức Phật dạy là tâm an lạc. Cho nên là xây dựng cái tâm an lạc.
Đó là trên con đường tu đó. Làm cho cái tâm mọi người được an lạc thì cái đó là cái bước đầu của mọi người tất cả. Rồi tới cái thứ hai nữa quý vị là gì? Chúng ta tu cái thứ nhất là có thể tâm an lạc, cho nên qua tới cái thứ hai nữa là thân phải khỏe mạnh. Thân phải khỏe mạnh và ngoại hình phải dễ có. Từ cái tâm an lạc này đó, nó mới tạo cho chúng ta cái ngoại hình tốt. Thế nên quý vị thấy đó, nếu cái người mà tâm không an lạc đó, nó sẽ hiện ra cái tướng sao? Cái tướng như thế nào đó, thì cái tâm ở trong như thế. Cho nên cái tâm an lạc thì hiện ra ngoài cái tướng giải thoát. Tâm an lạc và tướng giải thoát, hai cái này thường gắn liền với nhau. Còn cái người mà trong tâm bất an đó, thì nó hiện ra tướng. Tướng như thế nào đó là gì? Nên nhìn một cái người thì ta liền biết được cái người đó trong tâm họ an hay là bất an. Thế là tâm bất an thì đầu tiên đó, ta nhìn ta thấy cái mắt họ bất an. Ta nên nhìn người, chúng ta nhìn từ đâu? Nhìn con mắt họ trước. Cái người mà thanh thản thì chúng ta thấy, nhìn vô cặp mắt đó, ta thấy họ thanh thản, họ vô tư. Nhưng mà cái người tâm bất an nhìn lên đôi mắt cho ta biết mình được. Rồi kế đó nữa quý vị nhìn cái gì? Nhìn cái miệng của họ xem coi như thế nào. Rồi ta nhìn cái chân tay của họ, chân tay của họ, cái dáng đi. Ta đi cái người mà dáng đi giải thoát, họ thanh thản, họ đi một cách tự nhiên. Còn cái người mà trong tâm bất an, thành ra tôi nói ví dụ như bây giờ, bữa nay chúng ta làm cái gì đó mà bây giờ đến tới giờ đi, cái việc này thì chúng ta thấy sao? Nóng ruột quá hả? Thành ra tôi nói với Thượng Tọa Thiện Hòa, tôi nói là 8 giờ tôi tới, nhưng mà 8 giờ tôi chưa tới vì kẹt xe, cho nên là Thượng Tọa phải nóng ruột lên chứ, sợ biết là Hòa Thượng nói như vậy mà có tới không chứ. Nóng ruột lên, nhưng mà hãy nóng ruột quý vị thấy sao? Thượng Tọa sẽ đi ra đi vô, từ ở trong này ra ngoài cửa, nhưng mà tướng đi của một người nóng ruột khác nó không còn thanh thản. Cho nên từ cái tâm an lạc ở bên trong, nó sẽ hiện cái tướng giải thoát bên ngoài. Tướng giải thoát đó là từ đôi mắt của chúng ta, cái miệng chúng ta, lời nói chúng ta, cử chỉ chúng ta, nó đều thể hiện hết. Đấy là trên bước đường tu. Tu là như thế. Cho nên anh vào để tu, quý vị tập giữ cái tâm. Tại vì ngày nay nên chúng ta tới chùa ta tu rồi, ta cắt bỏ tất cả mọi việc ở ngoài, mọi việc ở nhà ta đã giao cho con, cho cháu ta, cho những người làm thay chúng ta rồi. Thôi ta bận tâm chuyện này, ta ở đây để cho cái tâm chúng ta được an lạc. Rồi từ chỗ đó chúng ta mới luyện cái tướng giải thoát là mình theo. Thì cái tướng giải thoát này đó, từ ở trong cái lời nói chúng ta cũng nhẹ nhàng. Rồi cái khi mà chúng ta ăn uống cũng nhẹ nhàng, chúng ta đi cũng quan thai. Cho nên ở đây quý vị có một cái là đi ăn quả đường. Tu của chúng ta ăn quả đường, tức là tập cái tướng giải thoát ở trong, trong khi chúng ta ăn. Ở ngoài nữa thì ăn thì chúng ta muốn ăn cho nhiều, ăn cho nhanh, ăn đồ ngon. Cho nên cái tướng ăn của ta đó, nó giống như tướng ăn của Trương Bát Giới phải không? Ở đây có ai coi cái phim, có coi cái phim nữa không? Trương Bát Giới ăn vậy, cái tướng ăn thì mình xấu phải không? Cho nên là thôi chúng ta, tại vì ở trong chùa đó, chúng ta ăn đó, là chúng ta biết là tất cả đều ăn giống nhau hết, tất cả đều, và tất cả đều có khẩu phần hết. Cho nên chúng ta không có dành dụm. Cho nên tôi mà mới đi tu nữa, tôi có cái tính ăn rất xấu, tính ăn tôi rất xấu, nên tôi ăn rất nhanh. Ăn rất nhanh để chi biết không? Dành cái phần ăn của người khác. Nhưng mà tôi phát hiện ra đó, cái tánh này xấu và cái tướng này cũng xấu, cho nên phải bỏ đi.
tu là phải bỏ, phải sửa thôi. Tại sao vậy? Lên một bữa cơm, bữa trưa đi qua đường mà một khẩu phần, một mâm là bốn người ăn. Và bữa nay có một thầy bán mặt bệnh cho nên ba người mới vừa cúng xong hạ xuống tam đề ngũ quán thì mắt nhìn nhìn trước thì được. Vừa ngũ quán xong cái nên gấp hai miếng bỏ một bát trước. Tại vì bốn ba người mà bốn miếng phải không? Mình được quyền ăn hai chứ. Lòng tham là nó như thế. Cho nên cái tướng này là tướng xấu. Cái tánh này tánh xấu, tướng này là tướng xấu. Cho nên tôi thấy mọi người nhìn tôi xấu hổ quá. Thành ra tôi nói bây giờ mình tu này, cho nên mình sửa. Sửa bằng cách nào? Đây là cái bước đường. Cho nên bữa sau đó, cũng lên quả đường nữa, cũng một tình trạng tương tự nữa. Thành bữa nay tôi có cái quyết tâm là không ăn. Ta nên nhất định là không ăn để xử cái tội hôm qua của nó đấy. Cho nên bữa nay nhất định là không ăn, ăn cơm lạc thôi. Và tôi nói cách thanh thản, tôi nói bữa nay tôi không ăn được. Thành ra mấy thầy mỗi thầy ăn hai miếng cho nó bù lại. Ta nên trả cái món nợ này xong đó tôi thấy thoải mái quá cho nên đây được an lạc. Ta nên trên cái bước đường tu, tội cũ ta sám hối, tội mới ta hành tạm nữa. Ta nên từ đây ta giữ lòng. Phải nhìn trước nhìn sau, xem cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta nên cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Cho nên cái phần lớn ở trong chúng bất hòa là vì quý vị ưa nói những cái chuyện thiệt là không nên nói. Ta nên không nên nói. Ta nên chị em tu rồi có thể tập hợp lại rồi nói, đùa nói chơi với nhau nữa. Một hồi dễ mất lòng lắm, dễ giận. Cho nên bây giờ ở bên chùa Quy Nghiêm, tôi mở một cái khóa tu mà bắt buộc là ai vào đây tu là tịnh khẩu. Tức là tuyệt đối không nói gì hết. Nếu ai nói chuyện đuổi ra, bắt buộc như thế. Tức là đầu tiên là chúng ta tập không nói trước rồi đó. Tại bây giờ chúng ta chưa phân biệt được việc nào nên nói và việc nào không nên nói. Cho nên nói sẽ đụng chạm và nói sẽ mất lòng. Do đó ta không nói. Cho nên ta chỉ nghe Pháp mà thôi. Ta chỉ niệm Phật mà thôi. Cho nên trong chúng có thể hàng ngàn người tới nhưng mà cấm khẩu. Tôi có một số giám thị cầm cái bảng đi cấm khẩu. Tất cả đều không được việc nói. Nếu nói thì mời ta. Đây là trên bước đường tu, chúng ta tập trước ta quen. Mà tôi nói đó, ở quận này hồi trước nó có Hòa Thượng Quỳ Hưng. Hòa Thượng Quỳ Hưng đó, là tôi biết đó, là Ngài phát nguyện cấm khẩu 3 năm như vậy là không nói tiếng nào hết. Hòa Thượng Quỳ Hưng là 3 năm mà không nói tiếng nào hết. Đấy là trên bước đường tu. Thành ra tất cả những người tu ta có cái lòng thành. Tại vì chưa biết việc nào nên nói và việc nào không nên nói. Và nên nói lúc nào và cũng nên nói với ai. Đấy hồi trước đó, là học với Hòa Thượng Thích Tịnh thì Hòa Thượng Thích Tịnh dạy như vậy. Tức là nói đó là phải biết là nên nói hay không nên nói. Rồi nên nói cái này với ai thì chờ gặp người đó nói. Mà nên nói lúc nào thì chờ đúng lúc đó nói. Nói không đúng lúc, không đúng người, không đúng chỗ thì tai họa dễ sanh. Cho nên em Hòa Thượng Quỳ Hưng Ngài nó chưa biết lúc nào nên nói, chưa biết nên nói với ai. Do đó thôi không nói. Đấy là trên bước đường tu. Còn nhiều người đó chưa biết bao nhiêu nhưng mà thích nói. Cho nên dễ chuốc họa vào thân. Trên bước đường tu hành này tôi muốn nhắc nhở tất cả các tử. Nếu mà không biết rõ đó thì thôi đừng nói. Mình chỉ niệm Phật thôi. Mình chỉ niệm Phật thôi. Mình không nói thì đỡ mất lòng. Đây là trên bước đường tu.
Thì từ cái chỗ mà tạo được cái thân an lạc chúng ta, rồi cái miệng chúng ta tập nó để cho an lạc, cái miệng chúng ta tập để cho được an lạc, rồi cái thân chúng ta bên ngoài nó được an lạc, cho nên cái thân an lạc thì hảo tướng sẽ hiện ra. Hảo tướng sẽ hiện ra, ta nhìn ta thấy rõ. Cho nên cái người đó mà cái khi mà nó phát triển cái lòng tham lên nhiều nữa, ta nhìn ta thấy cái mặt nó là ta biết tham rồi. Thấy cái mặt nó là ta biết nó tham lắm. Nghe nó nói đó là ta biết nó tham lắm. Nhìn thấy mặt biết nó tham, nghe nó nói biết nó tham. Thấy cái cử chỉ đó là chúng ta biết nó giận rồi. Cái người này sân si. Nhưng mà cái khi đó, một cái người mà nổi giận á, nổi giận á thì cái trường hợp sao? Kìm không được á thì họ dùng tay dùng chân, họ đánh họ đá, thậm chí nhiều khi họ giận á mà họ quên cả người thân, quên cả anh em mà quên cả cha mẹ. Thấy nổi giận. Nhưng mà họ kìm được cái này một chút á, kìm được cái không đánh đập người ta á, thì thường thường khi giận á thì họ hay chửi mắng. Giận hay chửi mắng. Nhưng mà họ không chửi mắng nữa đó thì sao? Họ nói theo cái kiểu gì hả? Nó có cái kiểu nói nhưng mà khó chịu phải không? Nói thì tốt, cái lời nói thì tốt nhưng mà rất khó chịu. Đây cái cách đó, chửi bới rồi kế đó nữa là nói nhưng mà nó nhẹ nhưng mà nó khó chịu. Đây cái cử chỉ của nó. Rồi đó, chúng ta nhìn ta thấy, nhìn cái mắt của họ, cái môi của họ, cái người giận đó, tôi nhìn kỹ tôi thấy hình như cái môi họ giật giật đó. Họ ráng họ kìm lại nhưng cái môi nó vẫn giật. Họ ráng họ kìm lại cho nên cái mặt họ đỏ, lỗ tai họ đỏ lên. Các vị có để ý thế không? Nhưng mà ta làm nhiều lần như vậy đó, ta giận nhiều lần như vậy đó, thì cái tướng phung thần hiện ra. Tại ta giận nhiều lần như vậy, cái người mà gặp những cái chuyện bực mình nhiều như vậy đó, họ đổi cái tướng, đổi cái mặt mình. Cho nên đó, cái người mà vào chùa tu một khoảng thời gian mà tu thiền đó, thì cái tướng hiền, tướng dễ thương hiện ra. Đây là trên cái bước đường. Còn nếu hay ngược trở lại đó, ta cứ gặp những cái chuyện bực mình, những cái khó chịu đó, thì lâu ngày cái tướng này hiện ra. Cho nên có một số các Phật tử mà đi chùa mà tu sai rồi trở thành ra những ông già bà già khó tánh, không ai chấp nhận được. Cái sự thật mà tôi đã nhìn thấy. Ta nên ở chùa ở quan, bây giờ bà cụ này mất rồi. Bà cụ này nó ở có công với chùa ở quan rất lớn, lúc tôi còn học tăng. Mà cái khi tôi lên làm viện chủ đó, bà già này ức lòng cứ lên đập cửa tôi kêu tôi nữa, ức quá mà giận quá. Tại sao vậy? Bà cứ nói là thầy ở đây từ hồi nhỏ tôi biết thầy mà, phải không? Tôi biết, tôi cũng biết bà nữa. Đấy là sự thật. Tụi nó mới vô đó mà nó hỗn vậy đó, thầy chịu được không? Đây cái điều chúng ta cho nên trở thành những bà già khó tánh. Tụi nó mới vô mà nó hỗn. Thành ra tất cả các Phật tử nhỏ tuổi nên nhường cho người già chút. Mấy bà cụ có nói gì nói mình cũng cười cũng vui thôi. Đấy là trên bước đường tu. Nên chọc tức mới làm tội. Ta tu lâu rồi mà để ta bực tức lên này. Tại vì trong lòng của bà cụ này cứ nghĩ mình có công với chùa này, mình tu lâu rồi, cho nên bắt buộc ai cũng phải kính trọng mình hết. Nhưng bây giờ kẹt trở thành một bà già khó tánh rồi, ở nhà con cháu nó cũng sợ, vô đây nó không sợ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong lúc đó quý vị nên nhiếp tâm niệm Phật. Mình nên nhiếp tâm niệm Phật, mình tu, mình nghĩ
thôi, mình lo mình niệm Phật để mình về Phật. Cái thời gian ở đây không còn lâu nữa, biết cứ một ngày trôi qua người ta biết thời gian không còn lâu nữa, cho nên phải ráng niệm Phật mà thôi, không kịp. Ngày nào chưa thấy Phật thì ta biết ta còn cách Phật xa, cho nên không tốt. Ta nên trên bước đường tu của quý vị, từ cái niệm Phật rồi phải thấy Phật rồi mới giống Phật thì bây giờ mới về Phật được. Phải trải qua ba ngày. Chứ còn là cứ thấy mấy đứa nhỏ nó hổn, thấy không? Thấy mấy đứa nhỏ không thì làm sao mà về Phật? Thấy Phật mới về Phật. Còn thấy mấy đứa nhỏ nó hổn đó, con cháu mình đó, nó hổn với mình, bạn bè mình đó, xem thường mình, nếu phải thấy như thế đó thì đoạn. Cho nên tất cả những cái này ta không thấy nữa, ta gọi bế quan. Bế quan tức là đóng kính lại hết, đóng kính lại hết, đóng kính mắt lại, đóng kính tai lại, đóng kính miệng lại, không nhìn, không nghe và không nói nữa, mà chỉ trong lòng chúng ta nhất tâm nhìn. Cho nên cái pháp môn này nữa, thì tôi khuyên quý vị nên để trước mặt mình một tượng Phật, và làm sao đem cái hình Phật này vào trong lòng mình. Khi mà đem được vào trong lòng mình á, có Phật thì mình thấy Phật, không có Phật mình nhìn đâu mình thấy Phật hết ấy. Thì cái trường hợp này mình qua được giai đoạn một. Thành ra tôi đã trải qua cái giai đoạn này rồi, thành ra tôi có kinh nghiệm. Cho nên khi mà tôi quán tưởng như vậy, nếu cứ quán tưởng hình Phật, quán tưởng hình Phật lâu dài, mọi việc xảy ra xung quanh tôi không biết. Tôi không biết nữa. Tại là ai thương tôi, ai ghét tôi, ai khinh tôi, ai kính tôi không bận tâm gì nữa. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ tới Phật thôi. Cho nên cái lúc đó tôi nhìn đâu thấy Phật. Nhìn trời thấy Phật, nhìn mây thấy Phật, nhìn núi thấy Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà cái khi ta nhìn đâu ta cũng thấy Phật hết ấy, thì lúc bây giờ ta nhìn một cái đứa nhỏ đang ghét bữa trước đó, nó làm sao? Nó cũng là Phật phải không? Tại vì Phật có trong lòng ta rồi, cho nên ta nhìn chúng sanh như Phật nhìn. Cho nên lúc bây giờ ta thấy nó là Phật. Cho nên Đức Phật nói là cái người tu đó là thấy ai cũng là Phật hết. Nhưng mà Phật đã thành và Phật sẽ thành. Người thành trước, người thành sau thôi. Thành ra lúc bây giờ đó, chúng ta quên nó là đứa nhỏ đáng ghét nữa. Nhưng mà ta nghĩ nó là Phật. Mà ta nghĩ nó là Phật đó, thì ngược trở lại ta sẽ được cái quả báo liền tức. Nó kính trọng ta. Cho nên cái tu của ta nó trải qua ba giai đoạn. Cái giai đoạn một là ta thấy Phật. Cho nên ta thấy Phật, cho nên vì ta thấy Phật cho tới mức là nhìn đâu mình thấy Phật, nhìn ai cũng là Phật hết ấy. Thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta đã tốt rồi, cái tâm ta đã sạch rồi. Cho nên ta có kính trọng được người thì người mới kính trọng được ta, cho nên người mới thấy ta là Phật. Cho nên người thấy ta là Phật, cho nên lúc bây giờ đó, ta kính trọng người, người kính trọng ta. Đây là cái thế giới tịch quan của chư Phật. Hiểu. Mà trong đời tu tôi đã từng kinh nghiệm. Tôi nhớ một ngày nào đó mà tôi nhiếp tâm niệm Phật, tại là tôi nhìn đâu tôi thấy Phật hết. Cho nên bữa đó tôi đi ra Xá Lợi để tôi giảng, tôi ra chùa Xá Lợi để tôi giảng kinh. Thì khi mà tôi ra chùa Xá Lợi thì tôi hay quen cái tánh đó, là khi ra chùa thì tôi lên chánh điện để tôi nhìn Phật. Cho nên lên chánh điện nhìn Phật thì tôi thấy một cái gia đình Phật tử từ ở trong chánh điện đi ra. Tất cả họ nhìn họ thấy tôi ở ngay chỗ kia trước cửa chánh điện. Tất cả những người này họ thấy tôi họ sụp xuống họ lại. Tất cả tôi mới nói là các người cũng vô lại. Thì những người nó còn lại trong đó rồi, nhưng bây giờ nó còn muốn lại thầy. Tôi rất sợ người ta lại, nên tôi cứ tránh ra để cho người ta ra. Tôi biểu cho ông kia lại, nhưng mà tôi tránh ở bên này thì họ cũng nhìn theo tôi họ lại.
Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên trong lòng chúng ta nghĩ Phật, do đó mà ta hiện ra cái thân Phật, hiện ra thân Phật. Cho nên mọi người thấy ta họ phát tâm. Cho nên trên bước đường tu đến kinh nghiệm tôi, cho nên tất cả các vị đó, khi nào niệm Phật mà mọi người nhìn thấy ta họ nghĩ tới Phật đó, thì đây cái tu ta có kết. Thì tới cái bước này đó, ai thấy ta cũng quý mến như là quý mến Phật đó, thì đây là con đường vãng sanh chúng ta chắc chắn được. Còn nếu chúng ta niệm Phật, miệng thì niệm nhưng mà trong tâm chúng ta đang không nghĩ tới Phật và không bao giờ thấy Phật, chỉ thấy những người chung quanh họ khó chịu với mình thì chắc chắn là việc là và là sai. Thì đây là cái đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Cho nên quý vị phải cố gắng đem Đức Phật để vào trong lòng chúng ta. Thế nên lúc nào cũng có Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Khi mà Đức Phật ở trong lòng chúng ta rồi thì tất cả những cái trần lao nghiệp chướng tự nhiên tiêu mất. Cái buồn, cái giận, cái sợ, cái lo này nó biến mất. Nhưng mà bốn cái tánh ác này còn trong lòng chúng ta nữa thì chúng ta biết chúng ta chỉ niệm Phật danh từ mà niệm ngoài miệng thôi. Chứ nếu trong lòng chúng ta đã niệm Phật thì bốn cái này mất. Dù trong tình huống nào đi nữa, trong hoàn cảnh nào đi nữa, ta cũng có cái sợ nó. Cho nên ngày xưa tôi tu cái pháp môn này, có một người bạn nói với tôi: chết tới nơi rồi mà sao thầy không sợ? Chết tới nơi rồi là tại vì tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi niệm Phật thôi, tôi đâu thấy cái chết tới nơi đâu. Nhưng mà cái thầy đó sợ chết nhưng mà đã chết rồi, còn tôi thì không sợ chết và không thấy chết, cho nên tôi vẫn sống. Thì lúc bây giờ là tôi mới có cái kinh nghiệm này. Trước cái chết mà ta sợ chết thì chắc chắn là chết, còn ta không sợ chết thì ta có thể sống. Đây là những bước đường tu muốn chia sẻ với quý vị. Cho nên ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta nhiếp tâm, ta niệm Phật thì lúc bây giờ cái gì xảy ra cho ta đây? Cái đối tác với ta họ có thể thay đổi ý, tại vì họ nhìn thấy ta khác rồi. Tại vì ta nhiếp tâm, ta niệm Phật. Nếu lúc đó chúng ta sợ chết, chúng ta cuốn lên thì cái đối tác họ thấy ta như vậy đó thì họ muốn giết chúng ta hơn, họ muốn hành hạ chúng ta hơn. Họ nghĩ là ta còn có cái gì đây, cho nên là tiếp tục đe dọa ta. Còn bây giờ thì chúng ta không sợ chết nữa, ta coi này rất là bình thường. Chết được mà không được, sống được mà ta tin là có Phật hộ niệm cho ta. Cho nên Phật hộ niệm cho ta thì ta sẽ không chết. Mà nếu ta có chết thì trường hợp ta hết số rồi, cho nên ta theo Phật, ta về. Đấy là thái độ người tu. Cho nên tôi có qua những cái lần như vậy mà tôi không chết. Cho nên tôi biết là cái trường hợp Phật có hộ niệm cho ta. Trên bước đường tu ta có cái niềm tin như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái kết quả tốt. Thì lần thăm này tôi có một số ý trao đổi với quý vị như vậy. Mong làm sao mà tất cả mọi người đều được an lạc, đều được hạnh phúc và đều có Đức Phật ở trong lòng.